Ngọc Huyền tiết lộ cuộc sống 17 năm xa quê, lấy chồng sĩ quan Mỹ. Nữ nghệ sĩ tự hào tiết lộ, nếu chị không đi hát, lương của ông xã vẫn đủ mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc. Ở tuổi 47, Ngọc Huyền vẫn giữ được nét tươi trẻ và nụ cười thường trực trên môi. Song khi trải lòng về sự nghiệp, nữ nghệ sĩ không ít lần bật khóc vì xúc động. Chị cho biết thầm cảm ơn khán giả và đồng nghiệp đã luôn theo dõi, động viên và ủng hộ dù chị sống xa quê hương 17 năm. Khi được hỏi về những chuyện không hay trong quá khứ, Ngọc Huyền từ chối chia sẻ. Chị thừa nhận bản thân là người hoạt động giải trí nhưng ghét ồn ào và thị phi. Bà mẹ hai con hiện sống và nỗ lực cho tương lai, quá khứ xin phép được gác lại. Khán giả thương tôi lắm. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, điều gì khiến chị quyết định sang Mỹ định cư? Khi ông xã, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài sinh sống. Tôi và ông xã yêu nhau từ đầu năm 2002 và kết hôn vào cuối năm. Ông xã là con trai của nữ danh ca Thanh Tuyền. Tháng 12 năm nay, chúng tôi kỷ niệm đúng 15 năm về chung một nhà. Anh nói với tôi rằng, em cứ thoải mái tiếp tục sự nghiệp của mình, khi nào có thời gian rảnh thì sang thăm anh. Đến bây giờ, tôi nghĩ đó là một giấc mơ. Chấp nhận đến với anh, tôi nêu rõ quan điểm mình sẽ sống ở Việt Nam, anh làm việc tại Mỹ. Tôi là người phụ nữ mới, cách sống hiện đại không ràng buộc lẫn nhau. Ông xã tôi cũng vậy. Anh học cách sống tự do, hiểu suy nghĩ của vợ và không hề gia trưởng. Tuy nhiên, khi con gái Hà Tiên chào đời, tôi mới cảm nhận được sự hình thành của một mái ấm gia đình nên quyết định sang Mỹ. Thật ra, tôi vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Một nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam khi qua đây sẽ khá đắt xô, nhưng tôi từ chối các lời mời và chọn về nước biểu diễn. Lý do là tôi nhớ khán giả, đồng nghiệp của mình. Khi bé Hà Tiên được 1 tuổi, chuyến bay về nước dần ít hơn. Tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và con. Đó là nguyên nhân khiến tôi quyết định làm giấy tờ định cư tại Mỹ. Sang Mỹ định cư, cuộc sống chăm sóc con cái và gia đình của chị có gặp nhiều biến đổi, trở ngại. Bên Mỹ, tôi không có người giúp việc nên bản thân phải tự làm mọi thứ. Dù vất vả nhưng tôi cảm thấy hay, bản thân trưởng thành hơn nhiều. Lúc trước tại Việt Nam, khi đi lại tôi có tài xế hoặc người thân đưa đón, còn sang Mỹ tôi phải học lái xe. Khi có con, tôi học cách làm mẹ, chăm sóc dạy dỗ chúng và hàng nghìn việc phải tự làm. Sau đó các show diễn từ thiện tại chùa, nhà thờ mời tôi nhận lời. Thời điểm đó tôi yêu con quá nên không thể nỡ để con ở nhà một mình đi lưu diễn xa. Suốt 17 năm không biểu diễn tại quê nhà, chỉ có từng sợ khán giả sẽ lãng quên cái tên Ngọc Huyền. Khi con gái 2 tuổi, tôi cho cháu vào trường học, bản thân có thời gian suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp. Xa quê hương 17 năm, tôi học sự chấp nhận từ giáo lý Phật giáo. Nếu tôi không còn hát trên sân khấu hay không được khán giả yêu mến, thì đó cũng là sự chấp nhận. Tôi nghĩ điều đó đến với mình sớm hoặc muộn mà thôi. Song tôi luôn quan niệm hãy sống và yêu nghề bằng cả trái tim, việc gì đến sẽ đến. Tại các viện dưỡng lão, các cô chú sức khỏe không cho phép, xong họ vẫn hát. Chứng kiến điều này tôi thấy vui lắm, nhưng cũng liên tưởng đến mình khi về già. Vì vậy tôi học được mọi thứ ở chữ chấp nhận. Lần đầu tiên về Việt Nam biểu diễn sau 17 năm vắng bóng, khán giả đón nhận chị ra sao? Khán giả thương tôi lắm. Thú thật, khán giả là nguồn động lực to lớn cho tôi trở lại với hương biểu diễn. Trái tim thổn thức, yêu là một lẽ, nhưng nếu không có tình yêu từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả thì tôi khẳng định bản thân sẽ không đủ điều kiện về tinh thần, thời gian để sống với nghề. Ông xã là chỗ dựa vững chắc. Thời điểm khó khăn xảy ra, ông xã có góp ý gì cho chị về sự nghiệp? Thật sự, ông xã không có một yêu cầu hay đưa ra điều kiện để bắt vợ phải lựa chọn. Song anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi khi xảy ra sự cố. Những lúc như vậy, anh thường ôm tôi và dỗ dành. Anh cũng theo Phật giáo nên cả hai khá tương đồng về mọi mặt quan điểm. Tôi học ở anh nhiều thứ. Anh hay khuyên tôi, cuộc đời luôn có những khúc quanh rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em quyết định như thế nào, anh đều ủng hộ. Chính vì vậy, tôi có những dự án trong tương lai luôn được anh ủng hộ hết mình. Về chồng, tôi chỉ biết nói, em thương anh nhiều lắm. Chị có thể giới thiệu về một nửa của đời mình. Nghề nghiệp chuyên môn của anh là IT, công nghệ thông tin. Khi tốt nghiệp đại học, anh vào quân đội làm sĩ quan và cấp bậc trung tá. Anh
làm việc cho chính phủ Mỹ và không phải ra chiến trận hay đi theo sự chỉ huy của quân đội. Hiện anh về hưu, có thời gian quan tâm con cái nhiều hơn, cũng có lúc tôi có cơ hội thực hiện hoài bão về Việt Nam hát. Đúng như đồng nghiệp gọi tôi là ngôi sao may mắn. Nếu tôi không đi hát thì lương của ông xã vẫn có thể nuôi được vợ con. Vì vậy, các chương trình biểu diễn tôi chọn lập chứ không nhận đại trà. Tuy nhiên, những đồng lương tôi đi hát có thể dùng giúp đỡ những người thân ở Việt Nam còn rất nghèo. Tôi có đồng tiền riêng, có thể làm từ thiện mà không phải xin ăn. Mức lương bên Mỹ của chồng tôi không hề nhỏ. Tôi không tiết lộ con số cụ thể, nhưng có thể mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc đi du lịch. Hiện hai con của tôi đang học song song tiếng Việt và tiếng Anh. Con gái đầu lòng là Hà Tiên, 14 tuổi và bé út là Hà Nam, 18 tuổi. Các bé đều có năng khiếu nghệ thuật. Hà Tiên hiện là ca sĩ chính trong lớp khối 8. Bé Hà Nam học đàn piano từ lớp 5. Trong các live show biểu diễn tại Mỹ, các con thường trợ mẹ diễn bằng việc đàn piano, sáng tác nhạc. Tôi thấy các con có máu nghệ sĩ giống mẹ và bà nội. Kim Tử Long, Ngọc Quyền tiếp tục sẽ đóng với Sự Án Phi Lao. Được cấp phép biểu diễn tại quê nhà sau 15 năm gián đoạn, lần đầu tiên Ngọc Quyền sẽ diễn trọn vở cải lương trên sân khấu Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 23 tháng 12. Ngọc Quyền cho biết, ban đầu chị dự định làm một live show lớn kỷ niệm ngày trở lại, nhưng Kim Tử Long, người bạn diễn ăn ý với chị, người mấy năm trước đã khuyên chị làm vở Sự Án Phi Lao. Với Ngọc Huyền, bây giờ đó là quyết định đúng đắn, vì khi thông tin được công bố, các fan yêu mến chị đã hồ hởi đón nhận, chờ đợi ngày công diễn. Vở Sự Án Phi Lao được tác giả Bạch Mai viết riêng cho Ngọc Huyền và lần đầu tiên dàn dựng trên sân khấu đoàn tuồng cổ Huỳnh Long năm 1990. Năm 2000, vở được dựng lại để quay DVD. Năm 2003, Kim Tử Long dựng vở diễn ở rạp Hương Đạo. Sau đó, Ngọc Quyền gián đoạn với nàng Phi Giao cho đến hôm nay. Ngọc Quyền chia sẻ, khi ra hải ngoại, chị chủ yếu hát tân nhạc nhiều hơn là cải lương. Có diễn cải lương thì chỉ đoạn ngắn để nguyên tuồng, hoặc nguyên tuồng thì cũng tập lắp ráp. Chị xúc động nói, tôi đã quá tuổi mộng mơ, nhưng trong những ngày tập vừa qua, anh Kim Tử Long, chị Bạch Mai, mọi người trong ekip đã và đang xây dựng một thiết kế sân khấu từ âm thanh, ánh sáng, trang phục, một vở diễn chỉnh chu, nghiêm túc để tôi được viết tiếp những ước mơ đẹp, những khát khao hoài bão trong ngày. Ngọc Quyền chia sẻ thêm, vì đây là vai diễn nặng cả về tâm lý lẫn hình thức biểu diễn, nên chị tăng cường tập luyện thể dục, chạy bộ, tập tạ để đủ sức biểu diễn tối ngày 3 tháng 12. Các nghệ sĩ cho biết, để đem đến cảm xúc trọn vẹn cho khán giả, toàn bộ diễn viên của vở sẽ hát sống không nhát. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, bạn diễn ăn ý với Ngọc Huyền là anh Tôn, khó thay thế của nàng Phi Giao từ năm 1990 đến nay, sẽ là người dàn dựng vở Sự Án Phi Giao tới ngày 23 tháng 12. Anh cho biết, từ bản dựng ban đầu của chị Bạch Mai, ta đã trao đổi để chỉnh sửa cho vở diễn xuất tích, hấp dẫn hơn. Kịch bản sẽ được đầu tư hơn cho chuyện tình Hoàng đế Anh Tôn và Phi Giao, lý giải có tình có lý hơn. Vì sao Phi Giao trở nên ác độc? Người ta hay nói cải lương còn chưa phù hợp với giới trẻ, nên tôi muốn có sự đầu tư kỹ lưỡng. Thiết kế sân khấu kết hợp với màn hình LED với những cảnh trí thật đẹp của cải lương. Âm nhạc được nhạc sĩ Minh Tâm đầu tư hơn nữa. Trang phục mang mới hoàn toàn và dàn dựng có sự chăm chút để thuyết phục được khán giả cải lương, đặc biệt là khán giả trẻ. Về số tiền đầu tư cho show diễn, Kim Tử Long cho biết, bây giờ anh cũng chưa thể thống kê, nhưng chi phí cứng là ngoài 400 triệu đồng. Các nghệ sĩ tham gia đều trên tinh thần chia sẻ. Tuy nhiên, rất mừng, lượng vé bán ra hiện đạt đã 60%. Giá vé từ 200 đến 1 triệu 500 đồng trên một vé. Bởi vì sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ Trường Sơn, Thanh Hằng, Linh Tâm, Kim Tiểu Long, Trinh Trinh, Chí Bảo, Lê Thanh Bảo, Điền Trung, Hiếu Cảnh, Tô Châu, ca sĩ Quốc Đại, 30 diễn viên múa, 20 cascader,